bác cháu là sống ở đây. Chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Nay mẹ lên những giỏ lan có tại vườn nhá, gửi tới các bác yêu lan. Các bác đặt hàng liên hệ số điện thoại 0387992, số em được kết nối Zalo ạ. Giỏ đầu tiên đi theo các bác là giỏ lụa vàng mã số 4. Giỏ đây 300.000 đồng các bác, lụa vàng các bác nhá. Hàng mầm gốc tua tủa đây. Rất là đẹp này. Mã số 4 giỏ đây 300.000 đồng ạ. Giỏ lụa vàng tiếp theo mã số 3, giỏ này 280.000 đồng. Rất là nhiều mầm gốc các bác nhá. Mã số 3 280.000 đồng. Tiếp tục vẫn lên lụa vàng này. Mã số 5 giỏ này 280.000 đồng các bác nhá. Một giỏ thuần như này các bác nhá. Lụa vàng mã số 5 280.000 đồng. Tiếp tục em lên lụa vàng cho các bác mã số 6 giỏ này 300.000 đồng ạ. Mã số 6 lụa vàng 300.000 đồng. Tiếp tục em lên các bác một số giỏ ý ngọc. Cái này còn một thân mà của ngọc thạch ba màu các bác nhá. Ý ngọc mã số 1 250.000 đồng. Ý ngọc 250.000 đồng ạ. Tiếp tục vẫn là ý ngọc mã số 2 rồi là 230.000 đồng ý ngọc. Tiếp theo mình vác một số giỏ mui tua mã số 16 220.000 đồng mui tua các bác nhá. Hàng đã thuần lâu đang có hoa còn lụ này các bác nhá. Cái dòng này hoa rất là bền luôn các bác này. Xung quanh vừa lụ vừa hoa này. Cái này thuần lâu các nhá, mã số 16 220.000 đồng ạ. Mui tua. Một bảng mui tua tiếp theo mã số 17 250.000 đồng. Mui tua. Mã số 17 250.000 đồng ạ. Tiếp tục em vẫn lên mui tua cho các bác mã số 15 rồi lại 220.000 đồng. Mã số 15 220.000 đồng đang lụ chi chít này các bác này. Tiếp tục vẫn là mui tua mã số 14 250.000 đồng. À 220.000 đồng. Mã số 14 220.000 đồng mui tua. Cái dòng này hoa cực bền các bác. Tiếp tục vẫn là mui tua mã số 13 rồi lại 220.000 đồng. 220.000 đồng. Tiếp theo lên các bác một số giỏ kiều vàng này mã số 12 giỏ này 230.000 đồng. Kiều vàng các bác nhá, cái dòng đây đã thuần như này rồi các này. Cái dòng kiều vàng này thực sự các bác hoa cực đẹp luôn. Hoa lồng đèn các bác nhá, mã số 12 230. Một giỏ kiều vàng tiếp theo mã số 11 giỏ này 250.000 đồng. Mã số 11 250.000 đồng. Tiếp tục em vẫn lên kiều vàng mã số 10 230.000 đồng. Mã số 10 kiều vàng 230. Kiều vàng tiếp theo mã số 9 250.000 đồng. Đây đang còn một lụ đấy các này. Đang còn một lụ hoa này. Mã số 9 250.000 đồng kiều vàng. Tiếp theo đây các bác một số giỏ da báo này. Giá báo cái dòng này hoa cực bền quá, hoa vừa thơm vừa bền. Mã số 7 giá báo 250.000 đồng. Một giỏ giá báo tiếp theo mã số 8 220.000 đồng. Mã số 8 220.000 đồng giá báo ạ. Rồi tiếp tục em lên các bác một số giỏ đùi gà tròn Lai Châu các bác nhá. Một đặc sản của Lai Châu rồi các bác này. Đùi gà tròn Lai Châu thì gần như là hoa là ít lơi đẹp bằng các bạn. Hoa cực đẹp luôn. Và rất đa dạng các mặt hoa các bác nhá. Mã số 18 280.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu ạ. Đùi gà tròn Lai Châu tiếp theo mã số 22 giỏ này 300.000 đồng. Một giỏ này. Thuần như này các bác, mầm gốc phát triển rất là tốt các bác nhá. Tiếp tục vẫn là đùi gà tròn Lai Châu. Ui, rơi. Mã số 21 giỏ này 280.000 đồng. Một giỏ thuần như này các bác nhá. Còn rất nhiều mầm gốc. Tiếp tục em vẫn lên đùi gà tròn mã số 20 giỏ lấy 300.000 đồng. Rất là đẹp này các bác này. Mã số 20 300.000 đồng đùi gà tròn Lai Châu. Em còn một giỏ đùi gà tròn tiếp theo mã số 19 giỏ lấy 300.000 đồng. Một giỏ đẹp như này các bác nhá.
cái dòng đùi gà tròn Lai Châu mà các bác nào chưa có sưu tầm luôn nhé, gì nó mỗi giỏ gần như nó là một loại hoa khác nhau, nó đa dạng các bạn hoa. Đây là chơi đùi gà tròn rất là thích, hoa rất là bền. Tiếp theo lên các bác một giỏ sóc Lào cực đẹp này các bác này, đồi 45 thân này, hàng đã thuần này các bác nhé, hoa sóc Lào rất là đẹp, mã số 23 giỏ này 300.000 đồng, sóc Lào các bác nhé. Vâng, vừa rồi là những giỏ lan có tại vườn nhà em, rất mong được sự ủng hộ của chú chị. Các bác là hàng liên hệ số điện thoại 0387 99942. Em Hưng xin chào các bạn.